Mến chào quý khách, chiều nay thì Như Quỳnh sẽ giới thiệu những cái lô mai cho cả nhà xem. Và đầu tiên đó là lô mai siêu bông Bình Lợi, chỉ có 100.000 cây và 3 cây là em bao ship 10 cây em tặng một. Thì do cái giống này á, đang được sưu tầm rất là nhiều nên nó cũng hút hàng ha. Nên là bên vườn Huỳnh á, cây thì cái lô này nó cũng không có cao lắm, cái tầm khoảng cỡ gang tay của Huỳnh nè. Đó, và được ghép với những cái gốc quấn rễ á, to nhỏ lớn bé khác nhau ha. Đó, mà có quấn rễ như thế này, có quấn rễ hết trơn luôn á cả nhà. Và Quỳnh thấy một số á thì nó đã hơi ửng cái màu da lương rồi, cây nó ngã ra xanh xanh như vậy nè, thì nó đã hơi già già rồi ha. Cả nhà có thể sưu tầm thêm mình lấy bo nha. Đây cả nhà, một cây như vậy có 100.000 cây nè, 3 cây là em Huỳnh bao ship 10 cây em tặng một. Đây ha, có nói chung là nó quấn rễ đa dạng. Và cái dòng Bình Lợi này á, là sinh trưởng rất là mạnh ha. Đọt của nó là ra đọt non đỏ đậm nha. Cái gốc nhớt siêu bông Bình Lợi nó đang nở hoa và có những cái búp rất là to nè cả nhà. Rồi cây này em Huỳnh nếm được 15 cánh nha. Dao động số cánh của nó là từ 8 cho đến là mười mấy cánh, 16, 17 cánh luôn. Và rồi quý khách nhìn xem nè, cánh nó rất là đẹp, không bị thâm nhập nè. Và lâu tàn dữ lắm luôn, bông chùm nha. Cái này rụng hết mấy cái rồi nè. Đó, cái này được 4 cái nha, 4 cái bông luôn, 4 cái búp. Và tiếp theo cái mẫu siêu bông Bình Lợi để cho quý khách sưu tầm có nhiều bo hơn tí xíu là cái mẫu 3 cây 350 cành lẹm Huỳnh bao ship. Thì thật ra cái mẫu này nó cũng được quấn rễ lộn xộn nè, ghép với gốc quấn rễ lộn xộn ha. Nó cũng cái gốc nó cũng cỡ như kích thước cỡ như mấy ngón tay của Huỳnh. Đó, nó quấn rễ đa dạng nha. Lộn xộn hết trơn. Rồi, cái bo này nè, nó dài hơn một gang tay của em nha. Đó, nó cũng có phân nhánh nè, nó có phân nhánh tẻ ha. Và cả nhà lấy được bo nhiều hơn cái loại 100 cành nha, trăm cành cây á. Thì ai mà muốn sưu tầm, ví dụ như mình ghép nhiều á, thì mình lấy cái mẫu này. Đó, cả nhà muốn chọn mẫu nào á thì nói bên vườn ha, bên em sẽ lựa cho mình. Rồi, cái mẫu này hơi nhít hơn cái mẫu kia một tí xíu cả nhà. Đó, là nó khác cái chỗ là nó phân nhánh và nó cao hơn ha. Ghép gốc quấn rễ lộn xộn đang nằm trong cái chậu C7 luôn. Một mắt lá là một bo. Và em nghĩ rằng cả nhà cũng nên lấy một mắt lá thôi để cho nó mạnh. Và rồi, bằng chứng nè. Thì cây của Quỳnh đang ghép nè, nó chỉ có một mắt lá thôi cả nhà thấy không? Đó, với cái thấy nè, nó có một đoạn nhỏ như thế này thôi ha. Đây, rồi thường là ghép có một mắt lá thôi, nên nó vì vậy những cái cây á, mà Quỳnh gửi cho quý khách tùy vào cái lượng cây mình ghép á, là ít nhiều ha, thì cả nhà cứ tính mắt lá nè. Và cái màu ngã nha da lương như thế này là mình có thể lấy bo được nha cả nhà. Còn cái màu xanh nè, xanh non như vậy thì không được, nhưng mà cái màu ngã da lương như vậy được nè. Đó, thì mình sưu tầm ha, bởi vì cái dòng này rất là mạnh và đang được nhiều quý khách yêu thích sưu tầm, nên thành ra là nó cũng rất là hút hàng luôn. Đây là giống mai nhị Ngọc Toàn khách ơi. Và trộm vía hôm nay nó có cái mấy cái bông nó đang nở hoa nè khách. Đây, đây là một cái loại dạng là mai đột biến nha, dòng dảo đột biến nè cả nhà thấy nè. Nó có một cái cánh này nó hơi điểm vàng. Và một số thì nó sẽ là màu kem nè, ở giữa là vàng ha. Thì đây là cái dòng mai nhị Ngọc Toàn đang được rất là nhiều quý khách sưu tầm hiện giờ luôn. Đó, rất là đẹp, hoa thơm, bông chùm nữa nha cả nhà. Rồi, Huỳnh đang có cái lô này nè cả nhà, nó cực kỳ là cứng cáp và mình có thể là sưu tầm làm giống được nha. Cây thì nó cao trung bình tầm khoảng cỡ 25 cho tới là 40 cm. Nó đa dạng cái kiểu gốc luôn. Đó, gốc nó đa dạng như thế này luôn ạ. Có khi thì rễ này, có khi thì rễ này. Nói chung là lộn xộn nha quý khách. Rồi 100.000 một cây. 3 cây là em Huỳnh bao phí vận chuyển. 10 cây á là em Huỳnh sẽ tặng một cây cả nhà. Nhị Ngọc Toàn lá cẩm thạch thì nó giống với lại cái hoa của nhị Ngọc Toàn lá xanh vậy đó cả nhà. Nó cũng là một cái dạng đột biến, hoa có lúc á thì là màu kem, màu vàng, ở giữa nó có viền vàng, hoặc á là có khi có cánh vàng, cánh kem. Đó là một dạng đột biến của nhị Ngọc Toàn. Thì khi mà cái lá nó được như vậy nè, lá nó cũng là một đột biến về lá nữa cả nhà. Thì cái lô này á, là của Quỳnh nó cũng mới ha, ghép nó cũng trong thời gian ngắn. Nên á, nếu như mà quý khách mình muốn sưu tầm giống á, thì chịu cực mình chăm thêm giúp em. Rồi cây này hiện tại bây giờ được ghép với những cái gốc rất là to luôn đây nè, to hơn ngón cái của em nha. Đó, nó to nó khỏe nha cả nhà và rất là đa dạng luôn. Rồi những cái bo này nè, có một số á, thì nó sẽ là màu da lương như thế này. Mình về mình sưu tầm ít hôm để mình ghép được. Còn một số nó vẫn còn màu xanh như thế này thì về với khách mình chăm thêm, tưới dưỡng rễ và để trong mát giúp em. Trong mát có thể là để trong cái lưới mùng, lưới che cả nhà, hoặc là ở dưới bóng râm ha, chứ không phải là ở trong nhà nha.
trong nhà thì nó không có ánh sáng thì cây nó không có tốt ha. Rồi thì giá thể của em giữ nguyên và mình chỉ có là tưới dưỡng rễ với là N3M với là Atonis. Phần lá thì mình xịt Antracon hoặc là Men Rosette kết hợp với sâu bọ trĩ giùm em. Thì cái đó là cách chăm đối với những cây á, là những cây giống, những cái cây mai giống nha. Bởi vì nó cũng là giống mới nên là Quỳnh không có được những cái cây nó cứng cáp và nó già. Thì chịu cực mình chăm thêm nếu mình muốn sưu tầm giống mới. Cây hiện tại bây giờ là cao tầm khoảng cỡ hơn một gang tay của em ha. Rồi, hai cây là 300 cành em Huỳnh bao phí, 10 cây em tặng một. Và quý khách có thể lấy cây này kèm với những cái loại mai bên vườn của Huỳnh nha. À, bên vườn em thì có những cái giống khác nữa. Thì theo cái quy luật là những cái giống cũ thì nó sẽ già mùa hơn và nó cứng cáp hơn à, nó sẽ có được những cây là liền cốt. Còn đối với những cái giống mới thì không thể nào mà có được những cây già mùa ha. Với cách chịu cực chăm thêm giúp em nếu mình muốn sưu tầm giống mới, kể cả những cây giống mới hiện tại đối với Bình Lợi hay Nhị Ngọc Toàn hay là những cái giống mới hiện tại bây giờ thì nó giống như cây con vậy đó. À, thay vì ghép thì nó cũng giống như cây con. Thì quý khách chăm từ từ giùm em, đừng có nôn nóng qua cái chậu to quá. Đó là một chia sẻ của nhà vườn em ha. Rồi đây là Nhị Ngọc Toàn lá cẩm thạch nha khách ơi. Mai cúc thọ hương lá cẩm thạch là một cái dạng đột biến từ thọ hương lá xanh. Và phải nói nó là một sự kết hợp hoàn hảo về lá và hoa. Thì cái dòng này cả nhà, nó sinh trưởng nè, cũng mạnh ha. Đây, hoa thơm, bông chùm, hàm mấy cánh đổ lên. Đây là dòng thọ hương lá xanh. Thì hoa của thọ hương lá cẩm thạch cũng giống như vậy. Và đặc biệt nè, những cái lọc non á, những cái lá non nó sẽ có những cái màu hồng cánh sen, hồng phấn như thế này, rất là đẹp luôn. Và quý khách thấy á, thì cái lô này của Huỳnh nè, ghép gốc quấn rễ đa dạng nha. Đó, cái gốc nó cũng to khỏe nữa. Và bây giờ á, bo nè, rất là già luôn. Để cho mình sưu tầm mình lấy bo. Chiều cao trung bình tầm từ khoảng cỡ 30 cho tới là 40-45cm ha. 70.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Em Huỳnh giới thiệu cái lô cúc bạch mai giống nha cả nhà ơi. Thì nó đang nằm trong cái chậu này là chậu C5 ha. Chậu C5 ghép gốc quấn rễ thì rất là đẹp luôn nè. Đế trái bí nè, trái bí đều cả nhà. Hoặc là cái kiểu bính nè, cái kiểu bính như vậy ha. Cây thì bây giờ nó không có cao, không có bự lắm. Nó cũng tầm em khoảng cỡ nửa gang tay của em thôi. Và bên vườn Huỳnh tất cả những cái giống em đều bao giống hết nha. Cả nhà xem nè, nó có một cái đường lắc lượng, đường cong nè. Ở cái cúc bạch mai á, nó khác những cái dòng bạch mai khác á cả nhà. Là hoa nó tầm 20 mấy, 30 mấy cánh đổ lên. Tầm khoảng 30 mấy cánh đổ lên á cả nhà. Và khi mà mình ghép nó ra cái đọt non á, là nó sẽ hơi quăng quăng. Nó sẽ hơi quăng quăng ở đây nè cả nhà thấy nè. Nó có một cái chỗ này quăng nhẹ này không, mà không phải uống nha, mà nó là một tự động nó, cái đọt non nó sẽ quăng nhẹ. Và khi mà mình ghép nó lên cái đọt non á, mình sẽ thấy nó rõ nét hơn là cái đọt già ha. 100 cành một cây, 3 cây thì em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Quý khách có thể lấy kèm với loại khác. Thì trước đó Huỳnh cũng có giới thiệu cho cả nhà mình cái lô á là 200 cành cây á cả nhà. Đó, em cũng có cái lô đó ha. Thì đây em giới thiệu thêm cái lô này, ai mà quý khách mình chỉ cần vài mắt bo để mà mình ghép thôi á, thì mình chọn cái lô này. Nó không cao lắm nhưng mà đối với bạch mai như vậy là nó đã già ha, nó đã già rồi nè cả nhà. Rồi, để làm sao để mà nhân giống bạch mai trong khi nó nhỏ nhỏ bé bé như vậy, thì về quý khách lấy bo và mình đóng vào những cây phoi. Nhờ những cái cây phoi, những cái sức mạnh của cây phoi đó, những cái chất dinh dưỡng đó, thì nó sẽ làm cho cái bo của bạch mai á, nó sẽ mập mạp hơn. Và đặc biệt cái dòng này á, thì Quỳnh thấy nó sinh trưởng nó mạnh hơn so với những cái dòng bạch mai khác. Nó cũng chịu nắng tốt hơn nè. Nó thích nghi được cái nhiệt độ, cái thời tiết nắng nhiều hơn những loại kia. Và dễ chăm hơn và ít bệnh hơn. Thì cái dòng này là cúc bạch mai ha. Rồi, ai mình đang cần cái giống này và sưu tầm ít bo thôi, thì mình hãy liên hệ vườn mai Như Huỳnh với cái lô mai này. Cúc Tây Thi ha, rất là đẹp. Thì dòng này bông chùm nè, lá cũng đỏ nè ha. Chiều cao là nó tầm bây giờ khoảng cỡ gan rưỡi tay của Huỳnh thôi nè. Có lắc lượng nè, như cây này khoảng là 2 gan ha. Rồi, ghép cái gốc quấn rễ rất là đẹp luôn. Em Huỳnh ghép gốc nhớt, gốc mai vàng nhỏ, quấn rễ, chậu C6 ha. Cây thì có thể khỏe để cho cả nhà mình sưu tầm. 70.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Nó không có to lắm nha cả nhà, bởi vì đây là hàng mai giống nha. Huỳnh đang giới thiệu cho quý khách là hàng mai giống và mai ghép. Ghép chứ không phải dòng mai ương hạt nha khách ơi. Đây là dòng mai ghép cúc Tây Thi, bảo tự xoắn. Thấy là đọt non nó ra nó quăng nè. Mình không có dùng cái dây kẽm để mình uống ha.
và nó quấn cả thân luôn. Đó, nó quấn cả thân luôn cả nhà. Đây, hoa của nó đạt từ 7 tới 12 cánh nha. Bông chùm chùm luôn. Cái này thì Quỳnh không có lãi lá. Và thời điểm này thì Quỳnh có cái lô này để cho quý khách sưu tầm trồng đất hoặc là mình lấy bo luôn. 100 ngàn một cây ha. Ba cây là em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây thì em tặng một luôn. Đó. Một số cây em cho cả nhà xem một số cây như thế này nè, cứ 3 cây là bên em bao ship ha, 10 cây em tặng một luôn. Đây là mai cúc thọ hương luôn cả nhà ơi. Cái lô này cũng đang có nụ và nó cũng rụng ít lá nè. Cây này cứng cáp lắm nha cả nhà, cao cũng khoảng cỡ là 6-70 cm á. 70.000 một cây ha. 4 cây em Huỳnh bao, 5 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây tặng một, quý khách có thể lấy với loại khác. Cây này nó cứng cáp lắm cả nhà, nhìn nó già cây lắm ha. Rồi. Có một số nó đang nở hoa nữa nè. Đó, 5 cây là em bao ship ha. Và có thể lấy mỗi loại cây. Mỗi loại cây cũng được cả nhà. Đây. Cái này nè. Nụ quá trời luôn nè khách ơi. Đó. Cái này em cho mình xem mặt hoa nè. Đó, họ hương nha. Nhiều lắm, số lượng nhiều lắm ha cả nhà.